tối qua ngày 12 tháng 10, tập 29 chương trình Nhanh Như Chớp mùa thứ 2 đã lên sóng, với phần lớn đi gay cấn. Trong tập chơi tuần này là sự trở lại của hai đội, đội Úc Thanh Dân, Xuân Nghị, Mai Phương và đội Mi Đen, Phát La, Emma. Mai Phương khiến khán giả lo sợ vì sức khỏe yếu ớt, Úc Thanh Dân phải dìu đi. Sau một thời gian phải vào diện điều trị cách ly vì cốt truyện xấu bất kém cỏi của bệnh ung thư, diễn viên Mai Phương đã bình phục sức khỏe và trở lại sóng truyền hình qua các game show. Úc Thanh Dân chăm sóc Mai Phương. Tuy nhiên, tại lần sinh ra ở Nhanh Như Chớp tuần này, Mai Phương lại khiến khán giả khá lo sợ cho tình hình sức khỏe của cô. Nhìn Mai Phương trên sân khấu khá yếu ớt và có chút gắng gượng, nụ cười của cô không được tươi như mọi khi. Đặc biệt, một số khán giả còn để ý bụng Mai Phương hơi to bất kém cỏi. Họ cho rằng đây là dấu hiệu không ổn với bệnh tình của nữ diễn viên. Thậm chí, Úc Thanh Dân còn phải dìu Mai Phương bước đi. Mỗi lúc trả lời đúng và được xe đẩy lên, Mai Phương đều giật mình. Tuy vậy, Mai Phương vẫn tham gia các thử thách của chương trình một cách khá đon đả và được khen ngợi về kiến thức sâu rộng. Cô là người trả lời đúng nhiều câu hỏi liên tục nhất trong đội chơi của mình. Úc Thanh Dân dìu Mai Phương. Ngoài ra, vẫn có nhiều người cho rằng tình hình sức khỏe của Mai Phương đã tốt hơn. Đặc biệt, cách đối xử đon đả của Úc Thanh Dân với Mai Phương cũng được công chúng để ý và khen ngợi. Nữ diễn viên luôn động viên, ăn nói nhẹ nhàng và nhường nhịn Mai Phương. Mai Phương dễ bị giật mình. Các ý kiến của khán giả về sức khỏe của Mai Phương và lời khen cho Úc Thanh Dân. Trường Giang bị khán giả phản ứng vì thiên vị Mi Đen. Trong chương trình tuần này, Trường Giang một lần nữa lại khiến khán giả bức xúc và chỉ trích vì cho rằng anh có sự thiên vị với Hoa Di Mi Đen. Cụ thể, ở câu hỏi mèo nào không nghe chuột, Mai Phương trả lời vừa đủ là mèo nào cũng không nghe chuột trừ mèo máy Doraemon. Câu trả lời này trùng khớp y nguyên với đáp án của chương trình nên Mai Phương được cho là trả lời đúng. Cùng một câu hỏi đó, Mi Đen lại trả lời là mèo nào cũng không nghe chuột thiếu dế về mèo máy Doraemon nghe chuột, nhưng Trường Giang vẫn cho là đúng một cách nhanh chóng. Trong khi đó, đáp án của chương trình phải có thêm dế loại bỏ mèo máy Doraemon như Mai Phương nói. Chính vì điều này, Trường Giang đã khiến một số khán giả bức xúc và chỉ trích vì cho rằng anh đang thiên vị Mi Đen. Khán giả bức xúc cho rằng Trường Giang thiên vị Mi Đen. Mi Đen nói Xuân Nghị, anh nghĩ sao mà nói tôi bị anh kiểm soát vậy? Tham gia chương trình tuần này, Xuân Nghị tỏ vẻ thích Mi Đen ra mặt. Ngay từ lúc Mi Đen bước ra, ánh nhìn của Xuân Nghị đã có động thái lạ và bị Harry ôm cầm được. Dù Xuân Nghị ngượng ngùng chối, nhưng mọi người đều nhận ra. Tới khi cầm cặp thi, Xuân Nghị làm địch thủ của Mi Đen, anh liền nói Mi Đen chỉ là một cô gái trẻ. Mọi thứ ở trong lòng bàn tay. Vấn đề này là vấn đề kiểm soát. Mi Đen nghe vậy liền dí dỏm đáp lại, anh nghĩ sao mà nói em bị anh kiểm soát vậy? Xuân Nghị tự tin đáp, những cô gái đẹp đều bị tôi kiểm soát hết. Lúc này, Mi Đen vui nhộn thốt lên, lại thêm một chàng trai bị ảo tưởng nữa rồi. Sau đó, Xuân Nghị cố tình để Mi Đen lên chơi trước và nói, lần đầu tiên tôi được gặp Mi Đen, tôi muốn có gì đó ga lăng với cô ấy nên sẽ nhường cô ấy chơi trước. Cuối cùng thì anh đã thua đậm trước Mi Đen, khiến Trường Giang phải nhắc, tôi đã bảo rồi, gái đẹp toàn là yêu quái.